Vẫn là Duyên Tango. Chuyển trở ra rất đúng nhịp. Không được. Vẫn là Club Hà Nội và... Đó là Nguyễn Văn Quyết và tỷ số là 3-0. Tỷ số của đội đó hiện nay Câu lạc bộ Quảng Nam. Không được. Cuối cùng thì bóng cũng đã nằm gọn trong tay của Văn Hoàng. Đỗ Văn Toàn. Tim Hồn. Đỗ Hữu Dũng. Phạm Tuấn Hải. Chính xác. Văn Quyết. Phạm Xuân Mạnh. Hùng Dũng. Duyên Tango. Vẫn là Duyên Tango. Chuyển trở ra rất đúng nhịp. Không được. Vẫn là Club Hà Nội và... Đó là Nguyễn Văn Quyết và tỷ số là 3-0. Tỷ số của đội đó hiện nay Câu lạc bộ Quảng Nam 0, Câu lạc bộ Hà Nội 3. Những cầu thủ có được thành tích ghi bàn ấn tượng nhất của Hà Nội ở trong trận đấu này thay phiên nhau lên tiếng. Trước đó là những Duyên Tango, Phạm Xuân Mạnh và bây giờ là tới đội trưởng Nguyễn Văn Quyết. Một tình huống phối hợp rất hiệu quả của Nguyễn Văn Quyết cùng với những người đồng đội của mình. Đầu tiên là một tình huống cố gắng trả ngược lại cho người đồng đội dứt điểm, nhưng sau đó sau một vài nhịp xử lý bóng thì bóng tiếp tục quay trở lại với người đội trưởng bên phía đội bóng thủ đô. Và xử lý xoay người với nhịp đầy cảm giác của Nguyễn Văn Quyết để giúp anh có được bàn thắng thứ 7 ở V-League 1 năm nay. Tango, Tuấn Hải và Văn Quyết đều đã có 7 pha lập công tại V-League 1 ở mùa giải 2023-2024. Trung phong và Corrado rời sân. Vào sân là Thế Tài và Văn Nam.